Son Ye-jin kề sốt với nhan sắc trẻ trung ở tuổi U40 qua ảnh cân mặt. Ở tuổi U40, nữ diễn viên của Hạ cánh nơi Anh vẫn là một biểu tượng nhan sắc không tuổi của xứ sở Kim Chi với vẻ đẹp cùng khí chất nổi bật. Son Ye-jin đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trên khắp châu Á. Sau khi công khai chuyện tình cảm với Hyun Bin, tên tuổi của cô luôn là chủ đề được nhiều người bàn tán. Vừa qua, Son Ye-jin đã trở thành gương mặt cho chiến dịch toàn cầu Diva của thương hiệu đình đám Valentino. Không những thế, giám đốc thương hiệu và truyền thông của Valentino, Jigit, cũng đăng hình Son Ye-jin lên Instagram của anh cho chiến dịch này. Những bức hình đẹp của Son Ye-jin chụp cho thương hiệu đình đám này khiến công chúng không khỏi suýt xoa vì độ sang chảnh cùng khí chất visual. Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội đã lan truyền một vài bức hình ở hậu trường của buổi chụp hình. Những bức hình đều được chụp ở cự ly gần sát gương mặt của Son Ye-jin lúc cận mặt ra sao. Dù là hình chụp hậu trường chưa từng chỉnh sửa, nhưng gương mặt của Son Ye-jin vẫn đẹp hoàn hảo không tì vết. Nhìn từ gương mặt góc cạnh sắc nét cho tới nước da trắng và mịn màng, không qua khi nói nhan sắc của Son Ye-jin ở thời điểm hiện tại vẫn trẻ trung chẳng khác gì 10 năm trước. Đặc biệt, sống mũi cao và thẳng của Son Ye-jin cũng khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Người đẹp từng tiết lộ cô không tuân theo bất kỳ chế độ ăn kiêng hà khắc nào hay nhịn ăn để tránh tăng cân. Son Ye-jin giữ dáng bằng việc thường xuyên luyện tập bộ môn TRX ít nhất 1 tiếng để tăng cường sức khỏe, cơ thể dẻo dai và săn chắc cơ bắp. Cô đã theo đuổi được môn học này suốt 10 năm qua. Để có làn da khỏe đẹp, cô cũng thường xuyên bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ và vitamin nhằm cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Son Ye-jin tiết lộ cô là một tín đồ của mặt nạ giấy. Nữ diễn viên U40 thường mang theo mặt nạ giấy ngay trong túi xách để có thể cấp ẩm cho da những lúc bận rộn như khi phải ở phim trường dài ngày. Tôi đang rất bận rộn với các dự án quảng cáo cả trong và ngoài nước. Nói thật là tôi chẳng kén chọn gì đâu. Tôi đang vật lộn bất chấp cả phim truyền hình lẫn điện ảnh, nhưng hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ. Nữ diễn viên tiết lộ về việc quay lại màn ảnh. Nhiều fan cũng cho rằng việc Son Ye-jin chưa thể tiết lộ nhiều về các dự án phim mới mà cô tham gia bởi nó liên quan đến Hyun Bin. Ở thời điểm hiện tại, cả hai đang là cặp đôi vàng của làng giải trí xứ Hàn. Việc Son Ye-jin đóng phim với Hyun Bin là điều mà nhiều người mong muốn. Tuy nhiên điều này sẽ khiến cả hai phải đối mặt với việc bị truyền thông mổ xẻ rất nhiều. Sức hút của Hạ cánh nơi Anh đã giúp cho Son Ye-jin hâm nóng lại tên tuổi, liên tiếp trở thành những gương mặt được quan tâm nhất. Theo bảng xếp hạng diễn viên nổi tiếng tháng 12, cặp đôi diễn viên chính Hyun Bin và Son Ye-jin lần lượt giữ vị trí số 1 và số 2. Son Ye-jin sinh năm 1982, từng được mệnh danh là tình đầu quốc dân ở giai đoạn đầu thập niên 2000. Ở tuổi 38, Son Ye-jin vẫn khiến khán giả phải ca ngợi bởi vẻ đẹp thu hút sang trọng. Từng một thời được ví là tinh đầu quốc dân với ngoại hình trong sáng, ngây thơ, vẻ đẹp của Son Ye-jin đến nay vẫn không hề giảm đi. Vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của nữ diễn viên là điểm thu hút sự chú ý của khán giả với bộ phim. Ở ngoài đời, Son Ye-jin lại có phong cách vô cùng thoải mái, trẻ trung. Trang phục của Son Ye-jin lựa chọn chủ đạo là màu trắng đen rất đơn giản, nhã nhặn. Gu ăn mặc của nữ diễn viên tuy đơn giản nhưng khiến vạn người mê. Dù không sở hữu chiều cao ấn tượng nhưng với tỷ lệ cơ thể cân đối và đôi vai trần gợi cảm, trên thảm đỏ, Son Ye-jin vẫn khẳng định sức hút thời trang bằng những lựa chọn tinh tế. Vốn sở hữu bờ vai nhỏ cùng xương quai xanh quyến rũ, nữ diễn viên lưu ưu tiên những thiết kế đầm lệch vai hoặc cổ yếm để khoe hẳn đôi vai trần. Hiếm khi mặc hở, tuy nhiên, chị đẹp Son Ye-jin vẫn thỉnh thoảng thu hút sự chú ý khi khoe khéo thân hình nóng bỏng qua những chiếc đầm có phần gợi cảm hơn. Ở tuổi U40, Son Ye-jin vẫn được coi là một trong những ngôi sao xinh đẹp nhất làng giải trí. Nhiều khán giả khẳng định, nữ diễn viên xứng đáng được xếp vào hàng quốc bảo nhan sắc của Hàn Quốc.